Hôm nay là 19 tháng 11 2023 này. Đây là mấy ca gút là rất là nặng. Acid lactic là gần 800 này. Nên là cái bàn tay này biến dạng rất nặng. Huyết áp nó cao. Mình vừa đo ngoài 150 trên 100. Chân cũ lạc hết cả. Anh bị này mấy năm rồi chị? Bị hơn chục năm. Khoảng bao năm? Nó cái sùi này thì nó mới. Nhà mình ở đâu? Hôm nay thôi. Vâng. Phúc Yên à? Phúc Yên Bình Phúc hả? Vâng. Trước làm cái gì, ăn nhậu gì nhiều không? Thì nói lúc bé thì cũng đi làm thuê ông mướn, xong mấy vợ mấy con mà thì cũng đi làm suốt ngày thôi, cua ốc thôi, ở trên ấy thì chủ yếu đi cắt cua có đấy. Thông thường thì khoảng bao lâu thì nó đau cấp một lần? Dạ. Khoảng bao lâu thì nó đau cấp một lần? À lúc đấy thì nó sưng đỏ. Bây giờ thì khoảng bao nhiêu ngày thì nó đau cấp một lần? Bây giờ thì nó, nếu thậm chí mà tôi uống thuốc ngày hôm nay thì nó được khoảng 2-3 ngày. Cái này đau à? Không, nó lại đỏ, nó giúp uống thuốc nó lại còn. À. Thì cố gắng lên nhá. Thì em sẽ chữa cái này thì đến đâu thì cái biến dạng này nó sẽ hết. Còn chỗ mà biến dạng nó sùi to đấy kia thì nếu như nó ít năm thì nó sẽ hết hoàn toàn. Còn ít nhất thì nó cũng phải giảm được hơn một nửa. Còn những chỗ mà mới thì biến như cái gối này là hết rồi. Gối này sau này về bình thường hết. Tất cả ở đây là về bình thường hết rồi. Chỗ mà nó nhô cứng như này rồi thì nó sẽ giảm được một nửa hoặc là hết. Nhưng em để ý thì đa số là nó hơn một nửa. Nó đi dép nó thoải mái. Nhưng mà bây giờ đi thì nó cũng không đau đâu. Và nó lâu quá. Đã cầu được mà. Những cái này nó thì có ví dụ là mai kia thầy... Thì khó khăn nhất là cây thuốc. Thì quá là động viên. Ví dụ là nó khỏi, nó có giúp được các thuốc được không? Khỏi có nghĩa là sau này việc chỉ số của anh là xét nghiệm là thứ nhất bản thân anh không thấy đau nữa. Không đau là đầu tiên này. Sau đó mình sẽ xét nghiệm là thấy nó hết này. Nó về bình thường, sau đấy là mình ăn. Em sẽ cho ăn 3 mức độ. Đầu tiên chúng ta sẽ ăn thịt chó trước. Thịt chó mà không đau. Bắt đầu chúng ta sẽ ăn hải sản. Hải sản không đau, sau bắt đầu chúng ta ăn đồ rừng. Đồ rừng ví dụ như chúng ta có điều kiện thì ăn những cái cải hương này, trồn hương này. Không có điều kiện thì ăn rúi, ăn nhím hoặc là ăn chuột, thịt chuột cũng được. Thì ăn mà anh không thấy đau nữa là coi như là thành công rồi. Thì sau này thì cái khó khăn nhất là cai thuốc, là toàn bộ thuốc giảm đau phải bỏ hết. Đấy là cai thì sẽ vất vả lắm. Thì một thời gian còn nó rơi vào tầm 10 đến 20 ngày. Để trung bình đối với cai nhẹ, cai nặng thì phải ăn lâu hơn tí. Thì có người nhà để chăm, để chuẩn bị tinh thần là vì thế nhá. Rồi Nam Y để em kiểm tra thì em sẽ hướng dẫn cho. Nhưng sau này ta hồ nhậu mà.